Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, huyện Đắc Hà chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở. Bên cạnh đó, đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Huyện xây dựng bồi dưỡng trên 300 cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở, gồm cán bộ công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách, khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên phát huy vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, huyện chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm mới nhằm đa dạng nội dung hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số từng bước đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên qua đó giúp người dân và các doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội